Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chiều ngày 25 tháng 3 đã có mặt ở Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Trong một thông báo của Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ dùng cơm trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27 tháng 3. Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Trọng hôm 25 tháng 3 đã thăm không gian Hồ Chí Minh, cách trung tâm Paris khoảng 15 km về phía đông bắc, nơi trưng bày các di tích lịch sử về Hồ Chí Minh trong thời gian ông sinh sống ở Pháp đầu thế kỷ 20. Đài truyền hình SBTN cho biết cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris đã kêu gọi biểu tình phản đối chuyến thăm Pháp của ông Trọng hôm 26 tháng 3. Hôm 24 tháng 3 thì tổ chức phóng viên không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập khi ông Trọng đến thủ đô nước Pháp. ASF cho biết kể từ đầu năm 2017, hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tới 9, 10 hoặc thậm chí 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng. Một số trang tin lớn của Việt Nam tối ngày 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde của Pháp đăng một bài viết dài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng. Dưới tựa đề triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 27 tháng 3 nói: trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam và hiện nay hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Người có thực quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam kêu gọi hai nước tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng tới kinh tế. Trang diễn đàn có giấy phép ở Pháp phát hiện rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo thường có biểu giá trên 150.000 euro, tương đương hơn 4 tỷ đồng. Báo Le Monde là nó mà trọng thì báo Le Monde phải đăng trên trang chính chứ. Sao lại đăng ở trên quảng cáo? Có thể nói là một việc làm kỳ quặc và ô nhục nữa. Chưa có bình luận từ phía hữu trách Việt Nam về việc này. Ông Trọng thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 3. Trước khi tới, tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở ở Pháp kêu gọi chính phủ Pháp lưu ý tới chiến dịch đàn áp nhân quyền, trấn áp những ngòi bút độc lập tại Việt Nam. Một số trang tin lớn của Việt Nam tối ngày 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde đã đăng một bài viết dài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên đến hơn 4 tỷ đồng. Dưới hàm tích triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Theo quan điểm của ông Trọng, việc tăng cường quan hệ hợp tác Việt-Pháp nay trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của cả hai nước. Nhà lãnh đạo đảng, người có thực quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, kêu gọi hai nước cần tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Ông nêu ra một loạt các việc cần làm gồm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, tư pháp và bảo vệ môi trường bên cạnh một số lĩnh vực khác. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde xuất bản chiều ngày 26 tháng 3, nhưng đề ngày 27 tháng 3, trang mạng diễn đàn có giấy phép ở Pháp tung ra thông tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và 12. Theo biểu giá của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Từ Paris, nhà báo Bùi Tính xác nhận thông tin này với Vo.
Đúng như thế, đăng ở trang quảng cáo không những là cái điều này nó lạ thường mà còn đáng chê trách. Đây là một việc làm đáng xấu hổ, báo Limoni mà trọng thị thì phải đăng trên trang chính chứ, sao lại đăng trên trang quảng cáo? Có thể nói là một việc làm tôi có thể nói là kỳ quặc và ô nhục nữa. Vo không thể kết nối liên lạc với quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ngoài bàn luận về việc đảng chi một số tiền lớn để đăng bài của ông Tổng Bí Thư, người dùng mạng xã hội cũng bình phẩm về thực tế là báo chí Pháp dường như không đưa tin về chuyến thăm của ông Trọng tại nước họ. Ông Bùi Tín, người cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thời sự quốc tế, nói về vấn đề này. Chuyến đi của ông Trọng Ý suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trước khi ông Trọng đến Paris, tổ chức phóng viên không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập. Bài đọc thứ hai có liên quan đến chủ đề ASF, Pháp phải đặt vấn đề nhân quyền với ông Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức phóng viên không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập khi ông Trọng đến Paris vào Chủ nhật này. Nhận lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, ông Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3, theo truyền thông trong nước. Chuyến thăm cũng diễn ra nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và năm nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Quan hệ đối tác chiến lược này có mục đích gì nếu thiếu tự do báo chí? Ông Daniel Basta, trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong ASF nói, chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Pháp hãy chất vấn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam những câu hỏi bị cấm ở nước ông ấy. Những câu hỏi khiến các phóng viên Việt Nam bị cầm tù nếu họ dám hỏi. ASF cho biết kể từ đầu năm 2017, hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tới 9, 10 hoặc thậm chí 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng. Đây là đợt trấn áp tồi tệ nhất nhắm vào quyền tự do cung cấp thông tin trong hơn 20 năm qua, ASF nói. Tổ chức vận động cho quyền tự do báo chí này cũng lưu ý tới tình trạng sức khỏe đang xấu đi của nhiều nhà báo công dân đang bị cầm tù, trong đó có luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và blogger Mẹ Nấm. Nghị viện châu Âu tháng 12 năm ngoái đã thông qua nghị quyết khẩn cấp đòi Việt Nam thả các nhà báo công dân mà họ nói là bị giam giữ sai trái ở Việt Nam. Trong một thông cáo chung với hai tổ chức khác, ASF kêu gọi Pháp đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam thực thi các nghĩa vụ quốc tế và tôn trọng các quyền được bảo đảm trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Điều thiết yếu là trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Trọng, các đại diện của Pháp phải hết sức thẳng thắn nêu lên các vấn đề nhân quyền, ASF nhấn mạnh trong thông cáo. Việt Nam xếp thứ 175 trên 180 quốc gia trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2017 do ASF thực hiện. Bài đọc thứ ba có liên quan, ông Trọng muốn vận động Pháp và Đức sớm thông qua ACTA của tác giả Phạm Chí Dũng. Nhờ Pháp tác động Đức. Cuối cùng, những thông tin không chính thức xuất hiện từ cuối tháng 2 năm 2018 về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ có một chuyến công du Pháp với lý do danh nghĩa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp đã được xác nhận chính thức bởi báo Đảng.
Chuyến đi trên sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018. Còn nguyên do thực chất là gì? Dự đoán của một số nhà quan sát thời cuộc cho rằng, về thực chất, Việt Nam đã phải dùng đến nhân vật cao cấp để xúc tiến vận động cho Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu FTA được Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu linh hoạt sớm thông qua. Nhưng vì sao Nguyễn Phú Trọng cần đi Pháp? Pháp là quốc gia nằm trong nhóm đầu tàu của lục địa già về kinh tế, chính trị và quân sự. Cũng đã xuất hiện những dự đoán về khả năng ông Trọng muốn nhờ Pháp tác động đến nhà nước Đức. Cũng là một đầu tàu kinh tế và chính trị ở châu Âu, trong thực tế có thể tác động mạnh mẽ đến quyết định của nhiều nước Tây Âu và cả Đông Âu về việc có thông qua FTA hay không. Nhân quyền và Trịnh Xuân Thanh. Mặc dù FTA đã hoàn tất đàm phán từ cuối năm 2015, nhưng tiến độ trình và thông qua đến nay vẫn như rùa, khiến giới chóp bu Việt Nam thật sự sốt ruột và đã phải cử nhiều đoàn của chính phủ, quốc hội và cả của đảng đi dân vận ở các nước châu Âu trong vài năm gần đây. Chỉ riêng trong năm 2017, Hà Nội đã phải liên tiếp cử các đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân, chưa kể đoàn của Bộ Công Thương và các bộ ngành khác đi châu Âu để vận động từng nước một. Tuy nhiên, một thực tế phũ phàng là tất cả những chuyến vận động này đều chỉ nhận được lời hứa hẹn chung chung từ giới chính khách châu Âu, tuyệt đối không có lấy một bản ghi nhớ hay thỏa thuận cam kết nào của bất kỳ quốc gia châu Âu nào về việc sẽ giúp Việt Nam sớm vào FTA. Sau khi TPP đổ vỡ, lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn FTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm, gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm, chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc. Nhưng muốn FTA được thông qua, Việt Nam lại cần có được toàn bộ đồng thuận của Quốc hội ở 28 nước châu Âu, mà nếu chỉ một nước không đồng ý thì Hà Nội coi như công cốc và trắng tay. Nhưng vào tháng 2 năm 2018, trang Borderless của châu Âu đã chính thức cho biết để thông qua FTA, EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn 3 hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả, và khẳng định phía sau việc trì hoãn này ECFTA còn có một số lý do chính trị như ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội, và Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động. Đây là lần đầu tiên EU thể hiện quan điểm và hành động quyết liệt đến thế về các điều kiện nhân quyền để trao đổi FTA. Những hiệp ước của ILO mà chính phủ Việt Nam đã chỉ hứa nhưng lại cố tình ngầm tồn suốt vài chục năm qua sẽ được nêu ra một lần nữa, nhưng mang tính tiên quyết hơn nhiều so với trước đây. Bản chất của những hiệp ước này lại là định chế công đoàn độc lập, loại hình mà giới chóp bu Việt Nam luôn xem là diễn biến hòa bình và rất e ngại. Còn cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội lại chính là điều mà một quan chức ngoại giao Đức mô tả như phim trong thời chiến tranh lạnh. Vụ nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng 7 năm 2018. Đến tháng 3 năm 2018, hàng loạt báo Đức như tờ Süddeutsche Zeitung, kênh truyền hình ARD, NDR và WDR đưa tin là Tổng Công tố Liên bang Đức bắt đầu tiến hành điều tra Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam với cáo buộc vào tháng 7 năm trước. Ông Hưng đã tới Đức để phối hợp
tổ chức vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Câu chuyện tình hữu nghị Việt-Đức đã trở nên nghiêm trọng đến mức không chỉ ra thông báo quyết định tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, hủy bỏ hiệp định miễn visa cho quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức vào tháng tiếp sau đó. Người Đức còn đang dùng tới biện pháp trừng phạt đầy chủ ý về tư pháp và công pháp quốc tế. Hãy thử hình dung bối cảnh hiện thời trong lúc giới chóp bu Việt Nam đang đôn đốc vận động Ủy ban châu Âu hoàn tất bản thảo của VETA vào cuối tháng 3 năm 2018 để trình Hội đồng châu Âu và sau đó trình Nghị viện châu Âu với hy vọng sẽ thông qua vào mùa thu năm 2018. Làm thế nào để các quốc gia châu Âu dễ dãi gật nếu nước Đức quyết liệt đến thế? Lại có tiếng không có miếng. Trước tình thế nan giải ấy, giới lãnh đạo Việt Nam phải đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc là giữ nguyên và chờ đợi sự phê chuẩn của EU cùng tất cả 28 nước thành viên, hoặc là tách phần danh mục đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp nhà nước, nhà đầu tư thành một hiệp định riêng và để phần còn lại được phê chuẩn bởi riêng châu Âu. Nếu phải chờ toàn bộ 28 nước châu Âu đồng thuận, EFTA sẽ còn mất nhiều thời gian nữa hoặc sẽ không bao giờ. Cho tới nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hà Nội muốn nhượng bộ Berlin về vụ Trịnh Xuân Thanh. Cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán giữa hai bên kéo dài từ tháng 8 năm 2017 đến nay vẫn hầu như bế tắc. Những biểu hiện mới nhất cho thấy có vẻ Việt Nam đang nghiêng về phương án ăn non, tức tách phần danh mục đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp nhà nước, nhà đầu tư thành một hiệp định riêng và để phần còn lại được phê chuẩn bởi riêng châu Âu. Cho dù nếu thực hiện phương án này, ngay trước mắt Việt Nam chỉ có tiếng mà ít miếng, vì lợi ích thực tế của phương án này có thể còn xa mới đạt kỳ vọng thực dụng của Hà Nội. Cần nhắc lại, những chuyến dân vận châu Âu của các đoàn Việt Nam đã chỉ giúp cho hệ thống bảo đảng trong nước có thêm cơ hội tuyên giáo một chiều về Thụy Điển, Bỉ, Séc. Hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tham gia EFTA trong phương châm nhét chữ vào miệng giới quan chức châu Âu cùng tinh thần tự sướng về EU sẽ thông qua EFTA vào cuối năm 2017 và sau đó là EU sẽ thông qua EFTA vào đầu năm 2018. Nhưng cả thời gian năm 2017 và đầu năm 2018 đã bẵng trôi mà không có bất kỳ kết quả nào về EU thông qua EFTA. Tất cả vẫn lặng tâm chờ cải thiện nhân quyền. Trong khi đó, biểu hiện kèm bằng chứng cải thiện nhân quyền mới nhất và rõ nhất của chính thể Việt Nam lại là vụ lôi một nhà hoạt động công đoàn độc lập là Hoàng Bình, phó chủ tịch phong trào lao động Việt ra tòa và kết cái án tù giam khủng khiếp đến 13 năm. Vậy liệu chuyến công du Pháp của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ gặt hái được thành công gì về EFTA? Hay cho dù ông Trọng có được người Pháp đón tiếp như nguyên thủ quốc gia, cũng rất dễ xảy đến kết quả có tiếng không có miếng, như những chuyến đi châu Âu vào năm 2017 của các thuộc cấp của ông.